các bạn, mình là Nguyễn Thị Thu Yên ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì mình vừa mới đậu visa cách đây phút thì rất là vui. Lần này là lần phỏng vấn thứ ba của mình. Thì lúc mà vô thì ổng hỏi nhiều câu lắm, mà hôm nay thì rớt cũng nhiều cho nên mình cũng lo. Nhưng mà cuối cùng thì ổng cũng cười, cũng đưa cho mình giấy xanh thì cũng vui. Còn trước khi phỏng vấn thì mình cũng được học qua một lớp á, trả lời phỏng vấn lớp của anh Khôi. Quan trọng là mình vô đó mình tự tin và trả lời cho nó mượt mà thôi, chứ không có phải là câu hỏi nào cũng khó. Lần này phỏng vấn rất là lâu, em cũng nghĩ là có thể rớt rồi, nhưng mà cuối cùng thì ổng đẩy cấp cho visa qua Mỹ ở bang Washington và học trường Seattle Central College. Tại vì em có bạn của mẹ là ở bên đó thì em qua đó ở với họ, học ở trường gần đó. Nói chung là hồ sơ đây là tuyệt đối là hoàn toàn hài lòng, tại vì mấy chị tư vấn thì rất là tận tình. Anh Khôi thì cũng dạy tất cả những cái gì mà lãnh sự quán có thể hỏi. Nói chung là hướng dẫn rất là tận tình. Nói chung là mấy bạn cứ tự tin, trả lời to rõ ràng, và cứ nếu mà mình không hiểu thì mình cứ hỏi lại, nhưng đừng có rụt rè hay gì hết. Chúc các bạn phỏng vấn được thành công và đậu visa.